Đức Phật Thích Ca là ai? Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca nguyên là một vị hoàng thái tử, con vua. Ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên ở một cái nước tên là Ca Tỳ La Vệ. Nước ấy bây giờ nó ở phía bắc của Ấn Độ, nó giáp danh với Nepal ấy. Cha của Ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maja. Thì Vua Tịnh Phạn lấy Hoàng hậu Maja và lấy cả em của Hoàng hậu Maja, tức là bà Mahabasabade, hai chị em ruột, cùng làm vợ vua cả. Thì vua với Hoàng hậu rất là lâu không có con và mong cầu thái tử lắm để nối ngôi. Mãi đến cái năm mà vua cũng phải năm mấy, gần 60, hoàng hậu cũng cỡ bốn mấy. Thế thì Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maja mong lắm, mong đứng mong ngồi, cầu lễ các nơi. Cho nên hai ông bà phát tâm làm rất nhiều việc từ thiện đó con ạ. Làm nhiều việc từ thiện lắm, cứu giúp dân nghèo chỗ này chỗ kia. Thế thì trong một cái buổi lễ, hôm là buổi lễ các vị tinh tú, sau khi lễ tinh tú xong ấy, lễ các vị sao, thì hoàng hậu tổ chức bố thí cho người nghèo. Sau khi mà làm cái nghi lễ bố thí cho người nghèo xong thì bà hồi cung và nằm nghỉ. Thì khi nằm nghỉ thì hoàng hậu mới chập mắt được một lúc, thì bỗng mơ thấy có một con voi trắng như tuyết từ trên trời bay xuống, và voi nó ngậm một bông hoa sen rất là đẹp, và nó có 6 cái ngà từ từ cưỡi mây từ trên trời bay xuống đến bên cạnh bà, và nó chui qua cái hông bên phải vào bụng. Đấy, hoàng hậu nằm mộng thấy thế. Sau đó thì hoàng hậu thấy một cái mùi hương thơm rất lạ kỳ thoang thoảng, và bà tỉnh giấc. Tỉnh giấc ra bà mới kể chuyện cho chồng nghe, là Vua Tịnh Phạn. Thì Vua Tịnh Phạn mới cho mời các nhà tiên đoán xuống. Các nhà tiên đoán đến thì nói là hoàng hậu sẽ thọ thai một hoàng tử mà đặc biệt. Và quả nhiên thưa đại chúng, sau đó thì hoàng hậu thụ thai. Đủ ngày, đủ tháng thì đến kỳ sinh. Ở Ấn Độ ngày xưa đó, người ta có một cái tục lệ là người con gái khi mà sinh con thì bắt buộc phải về nhà cha mẹ đẻ để sinh nở ở bên đó, chăm sóc con ở bên đó một thời gian. Thế thì hoàng hậu Maja cũng thế. Hôm ấy đang trên đường từ kinh đô Ca Tỳ La Vệ trở về quê mẹ để mà sinh, thì đi đến một cái khu rừng rất là đẹp, gọi là rừng Lâm Tỳ Ly. Thì đến đó bà trở dạ. Thế mà trở dạ thì bà mới xuống xe, một tay vịn lên cái cây này, gọi là cây hoa vô ưu. Thì bà vịn vào đấy, và khi bà vừa vịn lên đấy thì bà liền hạ sinh hoàng tử. Nghe không? Trong kinh thì nói khi mà hoàng hậu hạ sinh hoàng tử thì chim hót líu lo, các hoa đua nở, hoặc mây trời rất là đẹp, vần vũ rất đẹp, rồi kể cả chân trời có nhạc trời nó vang lên, những cái gì đấy rất là hay. Nghe không? Thế thì khi mà thái tử vừa mới hạ sinh, mọi người đỡ thái tử xuống cái thì bỗng dưng thái tử liền bước đi 7 bước các con ạ. Và đến bước cuối cùng thì thái tử giơ một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và cất tiếng nói: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dịch nghĩa là trên trời, dưới trời, và thì có ta là tôn quý nhất. Nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, tất cả thế gian đều bị sinh già bệnh chết. Sau khi mà thái tử nói câu đó xong thì các cung phi đấy họ đến họ đỡ thái tử, lúc ấy mới bế thái tử vào, cho vào lòng, cho lên xe lại rước về cung. Và báo tin về cung là hoàng hậu sinh hoàng thái tử. Thì Vua Tịnh Phạn mừng sung sướng vô cùng con ạ. Cho nên đức vua là lệnh cho dân chúng mở tiệc ăn mừng liền, mấy tháng liền luôn, toàn dân ăn mừng. Đấy, cả dân lúc nào ăn chơi nhảy múa hát hò vui vẻ, mà dân người ta cũng mừng thật. Người ta thấy thái tử sinh ra đời, người ta sướng lắm, người ta mong lắm chứ.
vì vua và hoàng hậu là hai người rất là nhân đức, luôn luôn thương dân. Thế thì sau khi mà đón được thái tử về cung rồi à, thì đức vua cho mời các vị gọi là tiên tri tiên đoán đến để xem tướng cho thái tử. Thì đầu tiên đức vua cho mời một vị gọi là đạo sĩ tu đã lâu năm lắm rồi, ông này cả trăm tuổi rồi, ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, mời ông xuống về xem tướng cho thái tử. Thì khi mà trong cung bế thái tử ra, ông nhìn thấy thái tử vậy là ông đã lễ sụp xuống rồi. Ông hết sức ngạc nhiên, cái tướng của thái tử vô cùng đặc biệt, đẹp đẽ con ạ, nước da sáng vàng rất là đẹp. Và ông nhìn kỹ thì thấy thái tử có đủ 32 hảo tướng, gọi là 32 hảo tướng, tướng tốt đấy con ạ, 80 cái vẻ đẹp. Thì ông ta kinh ngạc, ông ta mới chắp tay, ông mới tâu với đức vua rằng: bệ hạ sinh được một hoàng thái tử đặc biệt, đây sẽ là bậc vĩ nhân. Con người này nếu sống đời tại gia thì sẽ là bậc chuyển luân thánh vương, trị vì hết cả bốn châu thiên hạ, trị vì tất cả thiên hạ. Còn nếu người này mà xuất gia thì sẽ tu hành thành Phật, cứu độ tất cả chúng sinh. Ông nói như vậy, nếu mà xuất gia nè. Thì ông cười rất sung sướng, nhưng sau đó thì ông ấy lại khóc. Ông lại khóc. Thế thì vua Tịnh Phạn mới bảo: tại sao ngươi lúc cười lúc khóc? Thì ông A Tư Đà này, ông bảo: tâu bệ hạ, tôi cười vì tôi mừng cho vua, cho đất nước có được thái tử anh minh. Nhưng tôi buồn, tôi tủi phận tôi là vì tôi già quá rồi, tôi sắp chết rồi, tôi sẽ không được thọ nhận sự giáo dưỡng của vị thái tử này. Gần tới đây tôi sẽ chết, tôi không được thọ nhận sự dạy dỗ của vị thái tử này, cho nên tôi buồn mà tôi khóc nấc lên như vậy. Đó. Sau đó thì ông cáo biệt vua và ông ra về. Thì đại chúng biết ấy, thái tử đúng là còn hơi quý hơn là ngọc, là vàng. Vàng ngọc không bằng thái tử. Cả toàn thể cung là quý thái tử lắm, tất cả và mọi người vui lên vì có thái tử, cho đến người hầu trong cung người ta cũng vui. Đại chúng thấy không, ngài sinh ra đem lại niềm vui hỷ lạc cho bao nhiêu con người, toàn cung tưng bừng vui vẻ lắm. Thế sau đó thì đức vua thấy ông A Tư Đà ông tiên đoán như vậy, đức vua cũng vẫn còn nghi ngờ. Đức vua lại cho triệu 5 vị tướng sư nữa đến thuộc dòng Bà La Môn đến cùng để tiếp tục xem tướng cho thái tử. Thì 5 vị tướng sư này đến, tất cả đều nói là thái tử là con người đặc biệt nhất thế gian này, những cái tướng tốt này không ai có thể có được. Có đại chúng, riêng có một cái ông tên là ông Kiều Trần Như thì ông khẳng định, tôi khẳng định thái tử lớn lên sẽ đi tu, sẽ xuất gia, chắc chắn như vậy, tôi khẳng định như vậy. Thế thì đức vua cha Tịnh Phạn buồn lắm. À, từ bây giờ là ông bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để mà ngăn cản không cho cái ông con này đi tu được đây. Nghe không? Bắt đầu lên kế hoạch. Thì các con biết không, vua Tịnh Phạn bắt đầu triển khai kế hoạch cho xây cho thái tử hẳn 3 cung điện luôn. Vua thì ở một cung thôi, nhưng mà thái tử cho hẳn 3 cung. Cung điện mùa nắng, cung điện mùa mưa và cung điện mùa đông. Ấn Độ nó có 3 cái mùa như thế: mùa nắng, mùa mưa, mùa đông. Mùa nắng thì trồng ao, có cái hồ gọi là hồ sen xanh. Cung điện mùa mưa thì cho hoa sen đỏ. Cung điện mùa đông thì cho hoa sen, sen trắng. Và tất cả các cung điện đều có đường nối thông với nhau, rất là đẹp. Trong các cung này đều bố trí có cung nữ để mà hát ca rồi văn nghệ cho thái tử. Sau khi mà xem tướng cho thái tử xong thì vua cha đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa tức là thành tựu tất cả mọi cái nguyện ước của mình. Tất đạt mà đó, đa tức là nhiều. Tất Đạt Đa thành tựu tất cả những cái ước nguyện của mình.
Và vua Tình Phàn lên cái kế hoạch vào để mà cho con mình nó được sung sướng và lấy cái vui của dục lạc để mà cho con mình nó quên đi tất cả những cái gì trong tâm của nó. Mình không biết tâm nó nghĩ gì, nhưng thôi cứ cho nó suốt ngày vui vẻ hát ca, ăn uống, chơi bời để cho nó quên đi. Nghe không? Vì nghe mấy ông tướng sư ông đoán là cái vị thái tử này sẽ đi tu đấy, là lo lắm chứ. Canh cánh bên lòng mình đẻ được mỗi một con, bây giờ nó lại đi tu thì còn có giá trị gì nữa. Nghe không? Ngai vàng này bỏ hết. Đó. À, chỗ này có một cái chi tiết thầy kể các con. Sau khi mà sinh thái tử được 7 ngày thì mẹ của thái tử tức là hoàng hậu Ma Gia Băng Hà sinh 7 ngày thì bà mất. Cho nên ý, thái tử được dì ruột cũng là hoàng hậu, nghe, là bà Mahabhasabade nhận về nuôi. Bà Mahabhasabade là em ruột của hoàng hậu Ma Gia, cũng làm vợ của vua. Bà nhận nuôi thái tử và con của bà ấy là Nanda thì bà lại giao cho vú nuôi nuôi mà nuôi con của chị. Tức là các con thấy là thái tử có một cái phước lành, ai cũng yêu quý, à, tất cả đấy, dì ruột nuôi mình cho mình bú và con của dì ruột này đẻ cho người khác nuôi đấy. Đấy thì các con thấy đây cái chỗ này để sau này các con thấy cái tích về đạo Phật rất nhiều cái. Thế và các con biết nào không, thái tử thì càng lớn thì càng đặc biệt, tất cả những tinh anh tuấn tú của ngài nó càng phát lộ ra vào con người đặc biệt luôn. Thế thì các con biết thái tử lớn lên được ăn học rất chu đáo, nhờ đã gọi là thái tử mà con vua mà thì được dạy dỗ văn võ song toàn luôn, tức là văn võ về trí tuệ của ngài thì không ai bằng. Đến học với các ông thầy thì chỉ học một thời gian là bằng thầy luôn rồi, ông thầy ông lại bái thôi. À, đấy mà thái tử còn nhỏ đấy chứ, và mấy tuổi 6-7 tuổi đi học, học một tí thôi là kiến thức bao nhiêu nắm được hết rồi, bằng thầy và còn vượt hơn thầy luôn. Đó. Về võ cũng thế, thái tử võ rất là giỏi. À, trong cái cuộc thi bắn cung á thì các cái vị mà xạ thủ đấy tay giỏi nhất là bắn xuyên được 3 lớp mâm đồng, nhưng mà thái tử bắn một cái mũi tên này xuyên cả 7 lớp mâm đồng. Đấy, bắn một mũi tên xuyên 7 lớp thì ta còn biết được thái tử rất là giỏi. Một con người tài đức như thế, nhưng mà nó rất đặc biệt là thái tử lại có một cái tâm hồn rất là nhạy cảm. Một cái tâm rất là đặc biệt là rất từ bi, thương người quý vật lắm. Địa vị mình là thái tử, nhưng mà đối xử với tất cả kẻ ăn người ở trong cung, kẻ hầu người hạ, ngài rất nhân từ. Không chỉ đối với người mà đối với cả từ con vật. Vào một con chó nó bị thương, ngài cũng bế, cũng băng vết thương cho nó. Một con thỏ, một con chim, tất cả ngài đều rất săn sóc. Một cái tâm rất là đặc biệt, rất nhân ái. Người ta cảm nhận ở thái tử là con người như vậy, một con người hoàn thiện như vậy, nhân cách rất đặc biệt, rất đặc biệt. Cho nên vua cha thì lại càng yêu dấu thái tử. Thế thì thái tử được lớn lên trong một cái môi trường sung sướng như vậy. Trong kinh nói là thái tử nói chân ta chưa hề đặt xuống đất, một bước chân đi đều được trải thảm hết, trên đầu có tàn có lọng để che chắn, không bị sương bị khói bao giờ cả, và một cuộc đời trong nhung lụa sung sướng êm ấm như thế. Và đặc biệt nhất ý, vua cha còn ra cái lệnh là gì, tất cả những ai trong cung thành mà có biểu hiện già nua lụm khụm á là cho ra ngoài thành, tất cả những ai mà ho sù sù bệnh tật rên la cho ra ngoài thành, và tất cả ai mà chết thì là phải ra ngoài thành làm đám ma, không được làm đám tang ở trong thành mà không được phép. Vì sao? Ông ấy không muốn để cho con mình thấy những cái cảnh khổ của trần gian, không ra lệnh ấy. Cho nên trong hoàng cung là gần như toàn là những người khỏe mạnh trai tráng vào, chứ không có những cái người bệnh tật già yếu trong đó. Đấy, vì ông muốn chặn hết tất cả tư tưởng của thái tử, không cho thái tử sinh ra một cái tư tưởng là muốn đi tu vào. Nên thái tử ở trong cung cấm như vậy. Thế các con biết rồi, tâm lý tuổi trẻ cũng giống như con, cũng muốn khám phá. Mình cứ ở trong cung như này suốt ngày thì chỉ hát với ca vui chơi nhảy múa thưởng ngoạn mà thế này thôi. Thì
Thái tử cũng muốn biết ngoài cung thành kia là cái gì chứ. Cho nên ấy, Thái tử có 3 lần lẻn đi chơi. Lần thứ nhất ấy, Ngài trốn ra cửa thành ở phía Bắc. Thì hôm nay ấy, Ngài đi chơi cùng với cái cậu lính, anh này tên là anh Sa Nặc, cùng với anh này đánh xe ngựa đi ra ngoài cổng thành phía Bắc chơi. Đi rong ruổi chơi một hồi thì nhìn thấy một ông lão già, ông chống gậy. Thấy ông cụ già nhăn nheo, râu tóc bạc, chống gậy lưng còng như vậy. Thì Thái tử cũng không biết cái người này là người gì, tại vì trong cung có nhìn thấy đâu. Mới hỏi Sa Nặc là đây là người gì, biết là người nhưng mà người gì mà lại người lạ thế. Thì Sa Nặc bảo: tâu Thái tử, đây là người già. Bảo già là thế nào? Bảo già là sống lâu nó sẽ già, già thì da nó sẽ nhăn như thế, phải không? Mặt nó nhăn như thế, tóc nó bạc trắng như thế, râu nó trắng như thế, người lưng nó còng như thế đấy, phải không? Nó xấu lắm đấy. Thế thì Thái tử bảo: thế ta về sau này có bị già thế không? Thế Sa Nặc bảo là ngài cũng phải già, con cũng già, ngài cũng phải già, ngài cũng sẽ như thế. Thế thì Thái tử trầm tư suy nghĩ: sao mà lại mình cũng phải già thế? Thôi đi về, không đi chơi nữa, đánh ngựa quay về. Tuần sau lại trốn đi chơi lần nữa, đi ra cửa phía đông. Và đi ra cửa phía đông thì cũng đi rong ruổi chơi một hồi, thì chợt nhìn thấy bên đường một người nằm ở đấy, đang bên cạnh cái vũng gọi là máu đờm, ho ra và ho sù sụ. Thái tử bảo dừng xe lại xem đây là người gì. Thì Sa Nặc lại bảo: muôn tâu Thái tử, đây là người bệnh. Mà cái bà lão này bà bị bệnh đấy, bà đang ho, chắc là bị bệnh lao phổi, bà ho ra máu đấy, đờm rãi, bà đang mệt nằm ở vệ đường. Thế thì Thái tử bảo: bệnh là thế nào? Bảo: đấy, bệnh là như thế này đấy Thái tử, bệnh là mình sống rồi nó già thì tự nhiên cơ thể nó sinh ra bệnh, nó mọc mụn nhọt rồi nó bị viêm tất cả các thứ. Wow. Bệnh là đau đớn lắm, Thái tử còn khỏe mạnh này, Thái tử chưa thấy bệnh đâu. Nhưng mà rồi Thái tử cũng sẽ bị bệnh đấy, ai rồi cũng phải bệnh, sống rồi sẽ phải bệnh đấy. Bệnh là như vậy, đau đớn lắm đấy. Thế là ông Sa Nặc ông mới véo cho Thái tử một cái, vào đây nó đau giống như con véo ngài thế này, đau như thế nó đau hơn nhiều, đau ở trong xương cơ, còn đây cũng véo ở bên ngoài. Thế Thái tử mới trầm ngâm lại quay xe về: ta cũng bị bệnh như thế này ư? Rồi một ngày nào ta cũng nằm rên la như thế này ư? Ngài về trằn trọc suy tư. Một tuần sau lại đi chơi nữa, khám phá cho hết 4 cái cửa thành này xem nó bên ngoài thế nào. Đi chơi cửa thành phía nam thì cũng đi một hồi rong ruổi ngựa trên đường. Hai thầy trò ngồi thì nhìn thấy xa xa có một toán người, họ mặc áo trắng. Thế rồi có tiếng khóc. Đi đến nơi thì thấy có 4 người khiêng một cái cáng, bên trên để một cái người mà phủ cái khăn trắng. Thì Thái tử bảo: họ làm gì đấy? Nó Sa Nặc mới bảo: tâu Thái tử, đây là một cái đám tang, họ đang đưa cái người chết này ra chỗ để hỏa thiêu đấy. Thế à? Thế Thái bảo: thôi thì mình đi theo họ đi, để ta xem thế nào. Thế là hai người cứ lóc cóc đi theo cái đám tang ấy, và họ đưa ra bên cạnh một cái bờ sông. Các ông biết không? Đến bên bờ sông thì họ hạ cái cáng xuống, bò cái khăn ra, thì Thái tử mới nhìn thấy cái xác chết ở đấy. Đó. Thế thì Sa Nặc bảo: đấy là cái người chết rồi Thái tử ạ. Cái Thái tử bảo: người chết là thế nào? Không biết người chết là gì. Đó. Các con, thế nếu mà không gặp người chết làm sao mình biết người chết là gì? Người chết là gì? Bảo: người chết nghĩa là họ không động đậy được, họ không nói cười, họ không ăn uống, họ không biết gì nữa. Đấy, và cái xác này này mấy hôm nữa nó sẽ thối ra Thái tử ạ, sẽ phải vứt đi. Họ là người chết, chết tức là không phải là người nữa. Đấy. Thế thì Thái tử bảo: thế ta có bị chết không? Thế sao nó bảo: Thái tử cũng phải chết chứ, làm sao mà Thái tử tránh được, hay rồi cũng phải chết hết, đã sinh ra là đều phải chết hết.
nghe không? Và chết là như vậy đấy, bỏ hết, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ vợ con, bỏ hết. Kể cả thái tử sau này chết cũng phải bỏ cả cung vàng đấy nhá, nói trước cho thái tử biết đấy. Thế nên thái tử buồn nghĩ, ta cũng phải chết, ta đang trẻ đẹp thế này, ta cũng phải chết như cái xác chết này ư? Cũng sẽ có ngày nằm bất động như cái xác chết này ư? Nghe không? Thôi, đi về. Thế là lại bắt đánh ngựa về cung. Khi về cung rồi thì thái tử trầm tư lắm, lần này suy tư rất nhiều. Thái tử suy nghĩ, tại sao kiếp người sinh ra lại phải già, lại bị bệnh, rồi cuối cùng lại là chết? Mà chết là cái gì nhỉ? Sao mà lại buồn thế nhỉ? Chết lại làm bất động thế nhỉ? Không biết nói cười gì cả. Thế thì là cái gì? Đó, những câu hỏi như vậy nó cứ lởn vởn trong đầu của ngài ngày đêm không nguôi, làm cho thái tử bất an, không có vui vẻ gì được. Các cung nữ hát ca gì thái tử cũng không vui được. Thì đức vua tỉnh phạn thấy con mình tự nhiên dạo này làm sao nó lại cứ buồn buồn trầm trầm thế này, không vui thú như những ngày trước. Thì đức vua lại càng ra sức tổ chức nhiều tiệc tùng, nhiều trò vui nữa, thuê cả những anh hề nổi tiếng về trong cung diễn để cho thái tử. Nhưng mà thái tử vẫn buồn, nét mặt vẫn rất là u buồn, không thể nào vui được. Vì trước sự thật của con người là như vậy, tại sao lại như thế? Nghe không? Thì sau đó các con biết không, 3 tuần sau thái tử cũng để đi ra ngoài cho nó bớt buồn, lại đi cửa thành phía tây. Thì hôm này đi một lúc, hai thầy trò cùng với Sa Nặc đi đấy, thì chợt từ xa thái tử nhìn thấy một cái áo màu vàng. Thế thì thái tử mới hỏi Sa Nặc là ai kia, người nào kia. Sa Nặc mới đánh xe đến bảo, thưa tâu thái tử, đấy là một vị tu sĩ đấy. Thái tử thấy hay hay bảo đánh xe đến đấy, kịp cái vị tu sĩ đấy xuống xe. Thái tử xuống thi lễ chào ông ấy, thì ông tu sĩ nào cũng bảo chào thái tử. Thế thì thái tử hỏi, thế ngươi đang làm gì đấy? Thì vị tu sĩ bảo, tôi là tu sĩ. Và tu sĩ để làm gì? Tu sĩ, tôi đi tu, tôi làm tu sĩ để tôi dứt tất cả phiền não đau khổ của cuộc đời. Tôi muốn mong cầu cái giải thoát đau khổ, và tôi mong muốn tôi cũng giúp cho tất cả mọi người hết những cái đau khổ phiền não, vì tôi thấy cuộc đời này đau khổ phiền não lắm. À, thế thì thái tử giống như là có một cái gì chạm vào trong tim của mình, toàn thân thái tử chấn động luôn. Nó giống như một cái gì đấy từ tiền kiếp ngài cũng đã ấp ủ rồi ấy. Chân ngài bảo, đúng rồi, đây sẽ là con đường của ta sẽ đi, đây sẽ là con đường ta sẽ đi. Thái tử cảm ơn vị tu sĩ và nói Sa Nặc đánh xe ngựa về. Từ lúc đó về cung là thái tử ôm ấp nuôi cái mộng sẽ có ngày mình phải xuất gia như vị tu sĩ kia. Mình phải làm sao cho mình hết khổ, và mình muốn cho tất cả muôn dân hết khổ. Cái khổ gì? Khổ già bệnh chết, cái khổ của miếng cơm manh áo, cái khổ của bao nhiêu chuyện trên đời này. Bây giờ mình mới ngộ ra cuộc đời này đau khổ thật. Khi đi tiếp xúc với dân chúng như thế, ra ngoài gặp gỡ các cảnh, và thái tử thấy mà cái mộng xuất ra nó nằm sâu trong tim của ngài, nó thúc giục ngài hàng ngày hàng giờ. Thì các con biết không, sau đó vua cha Tình Phạn thấy thái tử càng ngày càng ủ rột, và một cái gì đấy nó rất là lạ thường, thì vua cha lo lắm. Lúc này thái tử cũng lớn rồi, nghe không, 15-16 tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ được rồi, nghe không? Thôi bây giờ nghĩ cách chỉ có cho nó cô vợ thôi là sẽ giữ được chân nó. Thế là ông bắt đầu ông đi tuyển vợ cho thái tử. Và trong các cái cô công chúa của các nước lân bang thì vua Tình Phạn tuyển được cô công chúa đẹp người, đẹp nết và bậc nhất, đó là công chúa Gia Du Đà La. Các con biết không, Gia Du Đà La rất là đẹp, một công chúa rất là đẹp, và đức hạnh dung nhan đều là
tuyệt trần thì mới sánh vai với thái tử con mình được chứ. Và làm một cái lễ cưới rất long trọng. Thì tất nhiên thái tử đối với Gia Du Đà La, hai người cũng rất yêu quý nhau, rất yêu nhau. Nó cũng là cái duyên tỷ tiền kiếp đấy con. Và hai người sống trong cung, vợ chồng thái tử và Du Đà La sống trong cung một cuộc sống rất là êm đềm, coi như là sung sướng quá rồi, không phải lo một cái gì, vua cha lo hết rồi. Nhưng đại chúng biết không, cái tâm mà mong mỏi xuất gia của thái tử nó vẫn canh cánh không hết được, không hết được. Mặc dù Gia Du Đà La là người gọi là đức hạnh, dung nhan vẹn toàn, rất là đẹp, nhưng mà cái chí nguyện, cái tâm nguyện tu hành của thái tử rất là lớn. Và các con biết không, đến cái năm thái tử 19 tuổi thì công chúa Gia Du Đà La lại hạ sinh một người con. Thì lúc này thái tử Tất Đạt Đa thì đương nhiên phải nói với tư cách làm người cha, một người chồng thì rất yêu thương con, nhưng biết rằng mình có con bây giờ lại là một cái cản trở lớn nữa cho cái việc đi tu của mình. Cho nên ấy, thái tử mới đặt tên ấy, cho đứa con này của mình là La Hầu La. La Hầu La có nghĩa là chướng ngại. Đặt tên con là chướng ngại rồi. Có con là cái này là khó khăn chướng ngại rồi đây. Cái chữ La Hầu La là chướng ngại đấy con. Đấy. Thế và thái tử biết rằng nếu bây giờ mà mình không đi tu thì càng gay go. Và cái tâm đi tu rất mãnh liệt. Đêm hôm ấy thái tử chuẩn bị hết, nhất khoát phải ra đi thôi. Nghe không? Cái sợi dây trói buộc này càng ngày nó càng chặt đây này. Nghe không? Vua đã trói mình bằng nhiều thứ rồi, bây giờ phải đi thôi. Và các con biết không, tối đêm hôm ấy, ngày mùng 8 tháng 2 theo lịch Trung Quốc, thì vua Tịnh Phạn tổ chức một cái tiệc rất lớn trong cung. Thái tử cũng dự cái tiệc ấy. Nhưng mà đến nửa đêm, khi mà mọi người tàn cuộc rồi, các cung nữ, các cái gọi là vũ nữ đấy, họ biểu diễn xong rồi thì họ cũng mệt, họ nằm lăn luôn ra cái sàn diễn ở trong cung đấy. Họ ngủ, ngủ mê man. Có cô thì rớt dãi miệng nó chảy ra. Thế rồi son phấn trên mặt nó nhòe nhẹt hết cả đi rồi, nó bợt bạt đi. Thì y áo nó xốc xách. Thì lúc ấy thái tử thì cũng tàn cuộc, thái tử mới đi qua cái phòng mà của các cái vũ nữ này họ nằm đấy. Thì thái tử chợt nhìn thấy cái hình ảnh các cô nằm la liệt giống như những cái xác chết ấy. Thì hình ảnh cái xác chết mà mình nhìn thấy mấy năm trước nó lại hiện về. Thái tử chợt thấy ghê tởm. Thì ghê tởm. Và thái tử bảo sợi dây trói buộc lại càng chặt, lúc này là lúc ta phải đi thôi. Thì thái tử ra lệnh cho cái anh lính hầu mở chuồng ngựa, dắt con ngựa kiền trắc ra. Và thái tử quay về phòng, nhìn vợ và con thơ lần cuối. Thái tử nhìn vợ con lần cuối, khép cửa ra đi. Ra và đúng nửa đêm ngày mùng 8 tháng 2 là thái tử cùng với này Sa Nạc cưỡi con ngựa kiền trắc, là con ngựa hay nhất của hoàng cung, vượt thành đi xuất gia. Đó. Và khi mà đi rất là xa rồi, đến cái dòng sông Anoma đấy, thì thái tử mới dừng lại và nói thật với ông Sa Nạc đấy là ta hôm nay là đi tu, rời bỏ hoàng cung đi tu chứ không phải là đi chơi đâu đâu. Bây giờ tất cả những cái trang phục của hoàng cung này ta cho con, cho hết con đấy, con mang về. À, ta sẽ mặc cái áo của người tu. Thái tử có chuẩn bị sẵn cái áo người tu rồi, âm thầm từ trước rồi. Đó, và thái tử mặc cái áo của người tu, người khất sĩ, giao lại cho Sa Nạc toàn bộ các cái trang phục của mình, của hoàng cung. Thế và cái con ngựa kiền trắc kia nó cũng rất là đặc biệt. Khi nó biết là thái tử đi tu thì tự nhiên nó cảm thương,
nó giống lên 3 tiếng rồi nó ngã ra chết luôn tại chỗ luôn. Và Sa Nặc thì buồn khổ lắm, phải chia tay với một cái con người mà mình yêu quý thế này. Sa Nặc cũng tính đòi đi tu theo, nhưng mà Thái tử nói không được, ngươi phải trở về cung báo cho vua cha, mang tất cả những cái này về cho vua Tịnh Phạn. Sa Nặc phải về. Và các con biết sau đó thì Thái tử dấn thân vào con đường tu hành tìm chân lý. Thực sự là Thái tử muốn tìm cho ra sự thật cuộc đời này là cái gì? Tại sao chúng ta là con người sinh ra, đáng nhẽ chúng ta phải được hưởng hạnh phúc, tại sao chúng ta lại phải khổ? Cái khổ đấy là cái khổ mà định sẵn, là phải già, phải bệnh và phải chết. Và trên cái hành trình già bệnh chết này, chúng ta là phải chịu bao nhiêu những cái khổ khác nữa vào. Yêu thương giận ghét đủ thứ tủi hờn trong đấy, và bao nhiêu cái trong cái khổ, khổ chồng lên khổ làm sao? Thế và cuộc đời con người chết rồi là còn hay hết đây? Tại sao mình không trường sinh mình sống mãi, tại sao lại phải chết? Mà chết là hết thì cuộc đời này thật sự có ý nghĩa gì? Vâng, làm vua cũng để là được cái gì để rồi chết? Vâng, thế thì vua với ăn mày cũng như nhau, làm ác với lại cả sống thiện cũng như nhau vì cũng chết cả thôi. Bao nhiêu câu hỏi nó chăn trở. Vậy bản chất thật cuộc đời này là gì? Cái sự hiện sinh của mình ở trên đời này có ý nghĩa là thật là gì? Ngài chăn trở câu đó, muốn đi tìm chân lý, tìm sự thật. Và Ngài ra đi, một cái bình bát, khoác cái tấm y đấy và đi vào rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo. Đấy, gọi là 5 năm tầm sư. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm tất cả những vị thầy danh tiếng đó, dạy cho mình các cái phương pháp tu tập con nhé. Và các vị thầy khi dạy Thái tử thì đều cảm phục Thái tử vô cùng, vì Thái tử trọng một thời gian ngắn là bằng thầy, bằng thầy thôi. Thì các vị thầy đều bảo có thể là Thái tử ở lại đây để cùng dạy đồ chúng với ta, nhưng Thái tử đều không chấp nhận, vì mục đích của Thái tử là muốn tìm cho ra chân lý cơ. Nhưng ông thầy này dạy mình nhưng mình vẫn chưa thấy được thỏa mãn, chưa thấy giác ngộ, chưa thấy được một cái chân lý tuyệt đối. Cho nên Thái tử từ bỏ tất cả những ông thầy trước đó. Có lẽ giờ còn mỗi cái phương pháp tu này thôi, tức là tu khổ hạnh, rèn thân này cho nó thật khổ các con ạ. Bắt đầu tu ép xác khổ hạnh. Thứ nhất ý, ăn phải thật ít đi. Ngày xưa ăn có thể một ngày 5-7 bát cơm, mà bây giờ ăn ngày 1 bát, đi xin ăn 1 bát, và ăn ít đi nữa. Cuối cùng ấy, có những thời kỳ Thái tử ăn một ngày 1 hạt đậu các con ạ. Ngày ăn 1 hạt đậu, ngày ăn 1 hạt vừng, hay là ăn 1 hạt lạc. Cho nên thân thể nó gầy, từ một thanh niên cường tráng như vậy mà thân thể nó gầy mòn đến chỗ là da bọc xương, da còn bọc với xương thôi, không còn một tí thịt nào cả. Hố mắt này nó trúng xuống như cái giếng ấy, trong kinh nói là như cái giếng sâu. Khổ đến vậy, khổ hạnh lắm. Các con đấy ăn ngày một hạt đậu, ngày hạt một mè chứ không sao, mà dòng dã như thế có thể mấy tháng trời, làm sao mà còn gì nữa, nó tiêu hết thịt đi. Cho nên trong kinh thì Ngài nói là nếu khổ hạnh thì không ai khổ bằng ta, rèn khổ hạnh bằng Ngài. Và Ngài tu khổ hạnh cùng với năm anh em cái ông Kiều Trần Như đấy. Trong đó có cái ông Kiều Trần Như mà trước đây đã đến xem tướng cho Ngài đấy. Nha. Đó. Năm anh em này tu khổ hạnh cùng với Ngài. Thế nhưng mà Ngài ép xác khổ hạnh đến như vậy, nhưng Ngài mãi Ngài cũng không thấy mình sáng kiến phát minh ra cái gì cả. Hôm ấy Ngài khổ hạnh quá, nó mệt quá, cơ thể hết mất dinh dưỡng. Ngài ngồi, Ngài ngã gục luôn, quỵ luôn. Rất may là lúc ấy có một cô gái chăn dê, thì cô mới thấy Ngài như vậy, cô vắt một bát sữa dê, cô đến cô dâng cúng cho Ngài. Khi Ngài uống sữa xong thì nó tỉnh dần, sức khỏe nó hồi lại. Và Ngài mới tư duy, Ngài bảo à, như vậy là cái khổ hạnh không đem gì được cái lợi ích cho mình. Khổ hạnh không đem được trí tuệ cho mình, nó chỉ là sự ép xác thôi. Thế thì lúc này Ngài mới biết rồi, đúng rồi, khổ hạnh là sai rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trở lại phải sống cuộc sống trung đạo, tức là vẫn phải có ăn uống, chứ không phải ăn cái kiểu một hạt mè, một hạt đậu này. Và Ngài quyết định là ngày ăn đủ một bữa, sống trở lại cuộc sống trung đạo để có sức khỏe.
và con đường trung đạo này nó mới có thể dẫn mình đến giác ngộ chân lý được. Thì sau đó thì thái tử trở lại cuộc sống trung đạo, ăn uống để có sức khỏe. Thì năm anh em cái ông kia, ông bảo cái vị tu sĩ này thối chí rồi, nghe không dám khổ hạnh như anh em mình nữa rồi, thôi không chơi với cái anh thái tử này nữa. Đó. Thì lúc ấy là thái tử phải tu một mình. Và sau đó thì cái duyên thái tử khi mà tìm được cái cội cây, cái gốc cây mình gọi gốc cây bồ đề bây giờ đấy, thái tử đến đó, thái tử ngồi thiền định ở đó. Cái cây nó vị trí nó cũng rất là mát mẻ, đẹp đẽ. Và thái tử nói rằng ta sẽ nguyện ngồi tu dưới gốc cây này, nếu không đạt đạo, tức là không sáng tỏ chân lý, thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi cội cây này. Và ngồi đó thái tử nhập định, tu thiền định đúng 49 ngày. Và trong 49 ngày thiền định ấy, tức là 49 ngày này là không ăn không uống luôn đấy các con ạ. Thì thái tử Tất Đạt Đa nhập định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề. Và đến đêm 49, khi cái tâm hoàn toàn lắng trong, an định hoàn toàn, tất cả mọi cái phiền não trong tâm nó đều dứt trừ hết, thì một cái tâm trong sáng thuần tịnh như vậy các con ạ, ngài chợt thấu tỏ hết tất cả mọi lẽ huyền vi của vũ trụ này. Nha, ngài thấy hết luôn. Ngài thấy trời đất này ở đâu mà ra, con người từ đâu mà có, kiếp người tại sao lại phải già, phải bệnh, phải chết, tại sao người ta không trẻ mãi được, và con người ta chết rồi còn ai hết, ngài cũng biết. Nghe không? Ngài biết hết. Chết rồi còn đi đâu, ngài thấy rõ. Ngài nói rằng ta như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người này đến ngã tư rẽ trái, người này đến ngã tư rẽ phải, người này đến ngã tư đi thẳng. Ngài nhìn rõ chúng sinh ở cõi này chết rồi, bỏ cái thân này rồi, tái sinh đi đâu, ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài biết, à, chân lý mình thấy đây rồi, không còn một cái gì che mù trí tuệ của ngài nữa, sáng tỏ hoàn toàn các con ạ. Cái trí tuệ sáng tỏ hoàn toàn đấy gọi là giác ngộ toàn giác. Đức Phật là người toàn giác đó. Và ngài mới thấy rằng tất cả chúng sinh, mọi chúng sinh, trong đó có cả chúng ta đây các con ạ, đều có cái trí giác như ngài, đều có cái trí giác như ngài, nhưng mà chúng ta chưa biết cách để khai phá nó thôi. Nghe không? Ai cũng có một cái trí tuệ toàn giác như ngài đấy, nhưng chúng ta không biết cách để khám phá, khai thác nó. Đấy, cái đấy là cái đặc biệt. Cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, đều có hết. Thì cái giây phút đó gọi là giây phút chứng đạo các con ạ. Khi Đức Phật đắc đạo thì nó phát sinh ra rất nhiều những công năng diệu dụng, mà trong kinh thì nói là có lục thần thông, nghe không? Ngài có thiên nhãn thông này, nhìn thấy khắp tất cả, xuyên qua tường vách núi non nhìn thấy hết. Thiên nhĩ thông, nghe khắp tất cả mọi nơi mọi thế giới, không cái gì ngăn cản được, mà từ âm thanh nhỏ đến âm thanh lớn ngài đều nghe được. Rồi tha tâm thông, biết tâm ý của người khác. Rồi Phật có thần túc thông, thần túc thông là biến hóa đấy. Rồi ngài có túc mạng thông, tức là biết được vô số kiếp về trước con ạ. Rồi cái thần thông nữa là ngài có lậu tận thông, tức là sạch sẽ hết tất cả mọi cáu bẩn trong tâm, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, nó gọi là cực tịnh, thanh tịnh quang minh ở cái tâm này đó, trở thành một bậc thánh nhân siêu thế đó. Đấy là cái giây phút đặc biệt nhất. Thì kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật đắc quả thành Phật giác ngộ thì ngài đã đi tuyên giảng giáo lý, tuyên giảng cái con đường đạt đến chân lý này. Đạo Phật là cái con đường đạt đến chân lý này. Ngài đã đi tuyên giảng, ngài tiếp độ năm anh em Kiều Trần Như, rồi ngài xây dựng tăng đoàn nhé. Ngài làm cho tăng đoàn lớn mạnh lên. Lúc ấy ở Ấn Độ là có rất nhiều ngoại đạo khác nhau, có đến 96 cái tôn giáo đạo giáo khác nhau, nhưng mà Đức Phật ra đời thì gần như các tôn giáo đạo giáo kia bị lu mờ đi hết, người ta chạy về theo Đức Phật hết. Đấy là cái điều đặc biệt.
Và kính thưa đại chúng, Đức Phật đã mở một cái hành trình hoằng dương đạo pháp, khai mở chân lý cho chúng sinh suốt một hành trình dài 49 năm bằng con đường đi du hóa, đi khắp các nơi giáo hóa từ vua quan cho đến người thường dân nhất, giai cấp hạ tiện nhất mà Ngài đều giáo hóa. Và khi mà Phật Pháp đã hưng thịnh rồi thì đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn, nghe không? Từ giã từ biệt thế gian chúng ta ra đi. Đó, thì đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn ở một cái rừng gọi là rừng Sala. Bây giờ bên Ấn Độ thì vẫn có cái khu rừng đó làm cái thánh tích khu Phật nhập Niết Bàn. Thì kính thưa đại chúng, 49 năm thuyết pháp độ sinh, cuộc dấn thân đặc biệt và với một cái tương lai đầy sáng lạn như thế, một hoàng thái tử chuẩn bị lên ngai với một gia đình, một gia tài như thế, con thấy không? Vợ đẹp, con yêu như thế mà thái tử 19 tuổi xuân xanh dám dứt bỏ tất cả để đi, con thấy một sự hy sinh lớn không? Mà đi không phải vì cái mục đích riêng tư, mà vì thật sự muốn là cứu khổ cho tất cả chúng sinh, tìm ra con đường cho mọi người thoát khổ. Đó, đấy là con người đặc biệt. Và sau này Thầy mới nói là giáo lý của Đức Phật bây giờ thì đã lan truyền khắp thế giới. Bây giờ châu Âu á, thì người ta cũng quay về, người ta tìm hiểu đạo Phật rất là nhiều. Và đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đã được thế giới công nhận là một tôn giáo lớn rồi. Nhưng mà ngày lễ của Đức Phật, những ngày lễ lớn được UNESCO công nhận, đấy là ngày lễ của thế giới, gọi là ngày lễ tam hợp đấy, Vesak, thế giới công nhận. Đó, đấy là cái điều vinh danh cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay Thầy giới thiệu với đại chúng về người Thầy vĩ đại này, người Thầy dẫn đường vĩ đại của chúng ta trong cái lộ trình chúng ta quay về khám phá vườn tâm của mình. Phải có người này dẫn đường chúng ta phải nương tựa vào Ngài. Thầy rất mong tất cả các con qua cái buổi pháp thoại hôm nay, các con tuy rằng chưa có thể hiểu đầy đủ hết về Đức Phật Thích Ca, sau này các con sẽ tìm thêm tư liệu, các con đọc về Ngài để thấy được cái sự vĩ đại của Ngài. Nhưng điều Thầy nói thế này nó cũng chưa thể lột tả hết được các con ạ. Phải nói cái tâm hồn Thái tử là một tâm hồn đúng là của con người vĩ đại, xuất thế. Đấy, các con thấy hàng ngày mình chỉ nghĩ đến mấy cái việc còn con thôi, nghe không? Nghĩ à, hôm nay làm sao ngày mai kiếm được tiền để tiêu, nghe không? Nếu có gia đình thì kiếm ra sao cho chồng với con mình đủ ăn, thế là được rồi. Ai nghĩ đến cái đau khổ chung của nhân loại, phải không? Ai nghĩ đến không? Cũng như bây giờ có những cái tổ chức các con thấy họ nghĩ đến môi trường thế giới, thế còn như mình có giờ mình nghĩ đến môi trường thế giới, nhưng họ nghĩ đấy, nếu cả thế giới này không ai lo cho cái môi trường thì thế giới này sẽ chết về họa môi trường. Tầng ozone nó thủng ra, vâng, nhiệt độ thế giới nó tăng lên, Bắc Cực băng nó tan ra, ngập lụt hết tất cả, chết hết. Phải có một người lo chung chứ, nghĩ chung chứ, một tổ chức nghĩ đấy các con ạ. Nhưng chúng ta vì mình không có cái tâm lớn như thế, mình chỉ nghĩ cái gì của mình thôi, nghe không? Một cái mái nhà nhà mình thôi, à, thế là đủ rồi, không biết rộng hơn. Thế cho nên ấy, người ta nói là không lo xa thì cái họa gần nó sẽ đến. Đây có những con người tâm rộng lớn, biết nghĩ đến tất cả những cái chung với con ạ. Và đặc biệt lứa tuổi thanh niên, sinh viên tuổi trẻ các con, Thầy rất mong muốn các con sẽ nâng tầm cái tâm của mình lên, mở cái tâm mình rộng ra hơn nữa, không chỉ một cái tâm nhỏ hẹp. Cái thế hệ thanh niên tuổi trẻ các con bây giờ, nghe không? Thầy rất mong mỏi các con, những người đã có duyên với Thầy, với cửa chùa, cửa Phật, các con mở được cái tâm mình rộng ra, nâng tầm nó lên, người ta gọi là có tầm vào và rộng ra, nhớ, mình nghĩ đến cái lớn hơn, rộng hơn. Không phải như thế là mình thiệt các con ạ. Mình có tâm, có tầm như thế, mình sẽ được lợi ích, nghe không? Mình sẽ được phước báo. Cái người mà biết nghĩ cho số đông, biết lo cho cái rộng, người ấy sẽ được phước báo. Còn người chỉ bo bo biết chính mình,
thì phước báu chẳng bao nhiêu. Các cụ ngày xưa mới nói, bo bo trời, trời có dây lại, nghe không? Sợi lợi trời cởi trói cho, và ông so đo thì trời có dây lại là thế. Cho nên mình phải bỏ tính bo bo so đo, phải mở tâm rộng ra. Sinh viên các con bây giờ phải nghĩ như thế nhỉ? Tập nghĩ rộng. Có thể mình đói nhưng mà tâm hồn mình vẫn rộng đi. Đừng nghĩ là tôi đói tôi không có quyền nghĩ đến cái chuyện của nhân loại, không có nghĩ đến cái chuyện của thế giới. Tôi vẫn có quyền nghĩ, nghe không? Đó mới là tâm và trí của thanh niên thời đại bây giờ. Phải nghĩ, dám rộng thế. Khi mình có những cái hoài bão, những ý tưởng lớn như thế, mình mới có thể làm việc lớn được các con ạ. Còn không thì mãi mãi mình vẫn là trẻ con. Già 70, 80 tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ con sống, sống lâu năm thôi. Nghe không? Nếu không có cái nâng cái tâm mình lên, mở cái tầm nó rộng ra. Đấy, thì hôm nay học gương của người thầy vĩ đại của chúng ta là Đức Phật Thích Ca. Thầy mong tất cả thanh niên tuổi trẻ các con sẽ có được cái tâm này, mở tâm mình rộng hơn ra, nhìn rộng hơn, cái tình của mình nó trang trải rộng rãi hơn ra, không bó hẹp lại nữa nhé. Thầy chúc tất cả đại chúng tinh tấn và tâm hồn được rộng mở. A Di Đà Phật.